Một cô gái có tên Hy Răng, 25 tuổi, sống cùng ông nội, là chủ một cửa hàng đồ cổ trên một dãy phố ở Amsterdam, Hà Lan. Ban ngày cô làm việc tại tiệm đồ cổ của ông nội. Toàn bộ buổi tối các ngày cô dùng thời gian của mình để vẽ tranh cho buổi triển lãm đầu tiên. Vào cuối tuần cô làm thợ vẽ trên đường phố. Hoa cúc dại. Cả một cánh đồng hoa cúc dại bên kia sông thơm mát trong chiều lộng gió. Cô thích những bông hoa cúc dại. Với cô, nếu như hoa hướng dương là loài hoa mà người họa sĩ tài danh Vincent Van Gogh lựa chọn để họa lên những bức họa của mình, thì hoa cúc dại sẽ là lựa chọn của cô. Hoa hướng dương hướng về mặt trời, về một tương lai tươi sáng, thì hoa cúc dại cũng là loài hoa tinh khiết biết hướng lấy những tia sáng ấm áp để mà vươn tỏa. Nhưng để được sang bên ấy ngắm những bông hoa cúc dại và vẽ lại chúng, cô phải đi qua cây cầu gỗ không mấy dễ dàng với chiếc xe đạp, giá vẽ và bút màu. Và rồi, sự cố xảy ra, cô đã ngã xuống dòng sông ấy. Park Ji là một sát thủ chuyên nghiệp, để tìm cách quên đi mùi thuốc súng, hắn tìm đến bằng nhiều cách, nhưng chỉ có mùi của hoa cúc dại mới có thể giải tỏa được những ám ảnh trong đầu. Hắn trồng hoa cúc lấy từ cánh đồng kia về trồng trong các chậu để xung quanh nhà. Chỉ khi nhìn thấy những cánh hoa trắng muốt, mềm mại hắn mới thấy lòng thư thái, bởi vì không chỉ mùi thuốc súng, mà hoa tulip đen cũng khiến hắn trở nên cuồng dại. Mỗi khi nhìn thấy hoa tulip đen trước cổng nhà, thì có nghĩa là có nhiệm vụ mới cho hắn. Một nạn nhân mới của hắn sẽ phải từ bỏ cuộc sống. Trên cánh đồng hoa hôm ấy, Park Ji đã nhìn thấy cô, nhìn thấy một người có sở thích đối với những bông hoa cúc dại giống hắn. Hắn nhìn thấy cô ngã dưới sông, nhìn thấy túi đựng bút vẽ và bột màu của cô bị trôi theo dòng nước. Hắn đã lao theo và vớt được chúng. Và cây cầu, hắn đã cho người tới làm một cây cầu bắc ngang con sông ấy. Hắn làm cây cầu ấy vì cô, chỉ cho riêng cô, một cách bí mật. Và trên chiếc xe đang chạy chậm chậm rời bỏ cánh đồng, hắn đã thấy cô xuất hiện, ngỡ ngàng trước cây cầu mới, ngỡ ngàng nhìn thấy túi bút và hộp màu của cô treo lên tay vịn của cây cầu. Có ai đó đã giúp cô, cảm ơn thật nhiều. Hắn đã nghe giọng nói của cô bay trong gió. Bức họa cánh đồng cúc dại của cô để trên cây cầu đã biến mất. Và từ hôm đó, trước cửa nhà cô luôn xuất hiện một chậu hoa cúc dại, nhưng chưa một lần cô nhìn thấy người đó. Hoa cúc dại xuất hiện nhiều hơn trong các bức vẽ của cô. Cái bóng của một người đàn ông xuất hiện trong các bức vẽ của cô, và cô bắt đầu chờ đợi người đó xuất hiện. Và vào một ngày nọ, đúng 4 giờ 15 phút chiều hôm ấy, một chàng trai đột nhiên xuất hiện trước mặt cô và đề nghị cô vẽ cho anh một bức chân dung như bao nhiêu khách hàng khác, đề nghị vẽ, trả tiền rồi đi và không bao giờ trở lại. Nhưng vị khách đặc biệt này khiến cô có cảm giác như đã quen anh từ lâu, chỉ bởi vì khi anh đến trên tay anh là chậu hoa cúc dại. Hôm ấy tâm hồn cô dâng lên một niềm vui khó tả, cảm giác như cô đã quen biết anh ta từ lâu lắm rồi. Khi ngồi họa chân dung anh, cây cọ từ trong tay cô đã vẽ anh bằng tất cả rung động đầu đời, vì từ sâu thẳm trong tâm hồn, cô nghĩ anh ta chính là người đã làm cây cầu cho cô, cứu lấy cây cọ và hộp màu đã trôi trên dòng sông cho cô, là người mà mỗi ngày đều đặn mang tới trước cửa nhà, người mà cô đã thầm yêu. Jae Ong Woo là một cảnh sát hình sự quốc tế, vì đuổi theo một tên tội phạm nên đã đến Amsterdam, và cô chỉ là một đối tượng được lựa chọn để anh ta che giấu thân phận và tiện bề hành động. Trên quảng trường ấy, như một vị khách ngang qua đường muốn họa chân dung, trong khi cô vẽ thì anh ta quan sát xung quanh. Điều khiến cô và anh đều trở thành nạn nhân của chính mình là vì chậu cúc dại mà anh đã vô tình lựa mua trong một cửa hàng hoa cạnh đó. Vì chậu hoa cúc ấy mà cô đã nghĩ rằng anh chính là người trong những giấc mộng của cô. Vì tình yêu thầm lặng, Park Ji đã thuê một căn hộ nhỏ đối diện với quảng trường, nơi mà cuối tuần cô hằng lui tới. Park Ji đã trông thấy Jae Ong Woo và Hy Răng. Hắn dẫu trong lòng có đau nhưng vẫn lựa chọn cách bên cạnh cô và mong cô hạnh phúc. Nhưng ngày nọ, chính trên quảng trường ấy, nhóm tội phạm buôn bán ma túy đã xuất hiện, và để bảo vệ cô, Park Ji đã nổ súng. Cuộc đọ súng giữa cảnh sát và nhóm tội phạm cùng với đồng phạm là hắn đã khiến cô bị thương. Còn Jae Ong Woo sau khi bị thương đã bị đưa trở về nước. Những tưởng Hy Răng có thể quên Jae Ong Woo, nhưng không, trong lòng cô vẫn luôn nhớ tới anh ta, vì cô vẫn đinh ninh rằng anh ta chính là người ấy. Park Ji vẫn bên cạnh cô, chăm sóc cô. Vì sau đợt xả súng trên quảng trường ấy, cô đã bị mất đi tiếng nói của chính mình. Sau một năm, Jae Ong Woo trở lại Hà Lan và bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà của Hy Răng. Anh nói cho cô biết tất cả sự thật. Anh là cảnh sát, anh xin lỗi về tất cả mọi chuyện và khiến cô rơi nước mắt. Để lên kế hoạch bắt giữ tên sát thủ đã nổ súng trên quảng trường ngày hôm ấy, Jae Ong Woo và đồng nghiệp đã hợp đồng với ông chủ của Park Ji để thuê anh ám sát chính Jae Ong Woo. Jae Ong Woo xuất hiện trong một chiếc xe hơi, bị bao vây bí mật bởi nhiều cảnh sát chìm. Park Ji đột nhiên xuất hiện và yêu cầu Jae Ong Woo nói chuyện riêng. Jae Ong Woo biết Park Ji là bạn của Hy Răng. Khi anh ấy đến xin lỗi cô, Jae Ong Woo ngăn cản tất cả cảnh sát, nói rằng anh ấy sẽ nói chuyện với một người bạn. Mặc dù Park Ji tiết lộ danh tính thực của mình và tha mạng cho Jae Ong Woo, nhưng Jae Ong Woo đã bị một sát thủ khác thuộc nhóm của Park Ji bắn chết. Trong ngày giỗ của Jae Ong Woo, thanh tra Giang đã tiết lộ cho Hy Răng về manh mối cái chết của Jae Ong Woo đã khiến cô nghi ngờ và lần ra dấu vết. Cô đã nghĩ Park Ji chính là thủ phạm. Hy Răng đã chĩa súng vào Park Ji. Trong lúc kích động cô đã bóp cò, rất may viên đạn đã đi sai hướng. Quá hoảng loạn, Hy Răng đã ngất xỉu. Lúc tỉnh lại thì Park Ji đã bỏ đi và để lại cho cô một lá thư nói cho cô biết toàn bộ sự thật. Sự thật chính là bức họa hoa cúc dại cô đã tặng người làm cho cô cây cầu. Hắn đã giữ như một báu vật suốt 2 năm qua. Sự thật cái chết của viên cảnh sát không phải là hắn ra tay. Hắn xin lỗi đã vì hắn mà anh ta bị liên lụy.
khi cô biết sự thật cũng là lúc hắn phải nhận nhiệm vụ mới. Đối tượng của hắn lần này chính là viên thanh tra Giang, vì để ngăn Park Ji, vì để nói với hắn rằng cô đã biết hắn là ai. Cô đã chạy đến quảng trường với bức họa hoa cúc dại trên tay. Cô muốn nói với hắn rằng người cô yêu là hắn, người duy nhất trước nay cô yêu là hắn. Cô xin lỗi vì đã không nhận ra hắn dù hắn ngay bên cạnh cô. Hắn đã buông súng, nhưng tổ chức của hắn đã không buông súng, và trong một phút chốc, vì đỡ viên đạn cho hắn mà cô mất đi sinh mạng của mình, còn hắn đã mất đi vĩnh viễn người mà hắn yêu. Câu chuyện tình yêu và sự hy sinh thầm lặng của ba tuyến nhân vật qua ba lời kể đã khắc họa lên một thứ tình cảm cao thượng, đề cao tính nhân văn và giá trị của sự quan tâm chia sẻ. Dù người đó có là sát thủ chuyên nghiệp, là một họa sĩ vô danh hay anh chàng cảnh sát hình sự quốc tế. Đôi khi tình yêu ở ngay bên cạnh ta mà ta không có cách nào nhận ra nó. Đôi khi ta vẫn yêu người mà ta nghĩ không yêu được. Và hoa cúc dại luôn luôn là biểu tượng cho một tình yêu thầm lặng. Daisy, một bộ phim tuyệt vời dành cho những trái tim biết yêu.